Tối ngày 29 tháng 11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Đình Hạnh, 56 tuổi, chú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo cảnh sát, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hạnh Phương do ông Hạnh làm giám đốc có dấu hiệu dùng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá tại công trình thi công đường nối cao tốc Lào Cai, Lai Châu, đoạn qua địa phận xã Bản Hon, huyện Tam Đường. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, ông Hạnh không xuất trình được giấy phép sử dụng vật liệu nổ và nguồn gốc số mìn đã sử dụng. Dưới phản nằm của công nhân, phát hiện 429 thỏi thuốc nổ công nghiệp có tổng khối lượng 86,2 kg, 170 kíp nổ điện, 7 đoạn dây nổ có vỏ bọc bằng nhựa màu đỏ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, người, phương tiện đối với Nguyễn Đình Hạnh và thu giữ 57 kíp nổ điện cùng nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ của công ty này tại cơ quan công an ông hành thừa nhận số vật liệu nổ mà cơ quan điều tra thu giữ được vận chuyển từ nơi khác về sử dụng đồng thời giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cấp cho công ty hết hạn và không muốn tốn chi phí xây dựng nên ông hạnh đã liều lĩnh cất chữ số vật liệu nổ kể trên ngay tại gầm giường ngủ của công nhân bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác